với kênh YouTube của công ty DXIO. Thì hôm nay xin mời các bạn cùng công ty chúng tôi trải nghiệm cái quá trình anh em chúng tôi thi công lắp đặt một sảnh tiệc cưới lớn nhất tại thành phố Bến Tre của nhà hàng Diamond. Vâng, cấu hình của chúng tôi được chủ đầu tư duyệt thì bao gồm là chúng tôi sử dụng full hệ thống loa JBL. Các bạn có thể theo dõi, đây là một mẫu JBL nền công suất đôi Made in Mexico. Vâng, là dòng Active, là nhập khẩu chính hãng của công ty JBL được sản xuất tại Mexico. Và đây cũng là xúc kép mẫu 828 cũng nền công suất. Với sản như này thì chúng tôi đang sử dụng là 3 cặp phun đôi, 2 cặp xúc kép. Theo dõi là cả bên kia. Cái bên là đây là hệ thống motor chúng tôi sử dụng mẫu series TRX 800 cũng nền công suất. Với sân khấu như này thì chúng tôi đang sử dụng hai loa kiểm âm và monitor. Cùng với đó là một cái hệ thống ánh sáng. Thì chúng tôi tư vấn cho các chủ đầu tư là sử dụng là 4 beam 230 và hệ thống hiệu ứng đèn led phun màu hai bên, sử dụng là 10 bạc led, hệ thống đèn follow chúng tôi sử dụng để chiếu sáng cho cô dâu chú rể. Vâng, thì đây là một cái sảnh cực kỳ là VIP và cao cấp, thì chủ đầu tư đã lựa chọn công ty để chúng tôi thực hiện và thi công cũng như cung cấp đã đặt toàn bộ full hệ thống sảnh của nhà hàng Diamond tại thành phố Bến Tre. Thì với công ty chúng tôi có hệ thống showroom tại toàn quốc thì bạn hoàn toàn có thể là tham khảo để lắp đặt cấu hình như thế này. Cảm ơn.